Xin chào các em sinh lớp 8. Thì trong video trước chúng ta đã cùng nhau hoàn thành các bài tập trong phần A lớn trắc nghiệm của bài tập của chương 8. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần B lớn tự luận. Các em quan sát bài đầu tiên, bài 8.22. Trong một hộp có 10 tấm thẻ giống nhau, được đánh số 11, 12 đến 20. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp. Câu A, liệt kê các kết quả có thể của hành động trên. Câu B, đó là liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố. Rồi, thầy làm câu A trước ha. Như vậy thì các kết quả có thể của hành động trên là, chúng ta nêu các cái số của tấm thẻ này ra là xong ra. Đó là 11 này, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20. Rồi, chúng ta xong câu A. Câu B, liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố sau. Rút được tấm thẻ ghi số là bội của 3. Như vậy, bội của 3 là gì? Là một số chia hết cho 3. Số chia hết cho 3. Thế thì bây giờ mình nhìn các tấm thẻ trong này. Số nào chia hết cho 3 chúng ta chọn? 12 chia hết cho 3. Chọn một trắng đi ha. Hơi to ha. Rồi, 12 chia hết cho 3. Tiếp tục số nào nữa? 15 chia hết cho 3. 18 chia hết cho 3. Đúng không nào? Rồi, như vậy thì có bao nhiêu kết quả thuận lợi? Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố này. Đúng không? Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố A là 12, 15 và 18. Rồi tiếp tục, rút được tấm thẻ ghi số nguyên tố. Số nguyên tố là những số gì? Chỉ có hai ước là 1 và 9 nó. 11 là số nguyên tố, chúng ta đã biết rồi. 13 là số nguyên tố, chỉ có hai ước là 1 và 13. 17 là số nguyên tố, 19 là số nguyên tố. Như vậy thì chúng ta có 4 kết quả thuận lợi. Cho biến cố F là 11, 13, 17, 19. Ok, như vậy thì chúng ta xong bài 8.22. Tiếp tục mình đến với bài 8.23. Các em quan sát bài 8.23. Một túi đựng các viên bi giống hệt nhau, chỉ khác màu. Trong đó có 5 viên bi màu xanh, 3 viên bi màu đỏ, 7 viên bi màu trắng. Bạn Việt lấy ngẫu nhiên một viên bi trong túi, tính xác suất của các biến cố sau. Chúng ta có 5 câu ABCDE. Rồi đầu tiên, để tính xác suất của biến cố thì các em phải tính xem là có tất cả bao nhiêu viên bi. Đúng không nào? Đầu tiên đó là thầy sẽ tính, đó là túi đựng tất cả số bi là số viên bi là 5 viên bi màu xanh cộng cho 3 viên bi màu đỏ và cộng cho 7 viên bi màu trắng thì kết quả là 15 viên
Câu A, việc lấy được viên bi màu xanh. Như vậy thì rõ ràng có 5 viên bi màu xanh, vậy thì có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố này. Đúng không nào? Câu A, có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố. Biến cố A. Vì thế xác suất của biến cố A là PE sẽ bằng 5/15, tức là 5 kết quả thuận lợi trên cho tổng số bi và rút gọn về 1/3. Câu B, việc lấy được viên bi màu đỏ. Như vậy thì có 3 viên bi màu đỏ, vậy thì có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố F. Vì thế xác suất của biến cố, tức là PF, vì thế PF bằng 3/15 và rút gọn về là 1/5. Rồi, tiếp tục câu C, việc lấy được viên bi màu trắng. Như vậy thì có 7 viên bi màu trắng. Vậy thì tương tự câu C, có 7 kết quả thuận lợi cho biến cố G. Vì thế PG bằng 7/15. Thế thì cái phân số này tối giản rồi, không rút gọn được nữa. PG tức là xác suất của biến cố G đấy các em. Tiếp tục câu D, H lấy được viên bi màu xanh hoặc màu đỏ. Như vậy thì ở đây chúng ta có 5 bi màu xanh và 3 bi màu đỏ. Như vậy thì 5 cộng 3 là 8. Câu D, có 5 cộng 3 bằng 8 kết quả thuận lợi cho biến cố, và cụ thể nó là biến cố H. Vì thế PH bằng 8/15. Và tương tự 8/15 thì chúng ta không rút gọn được. Cuối cùng câu E, việc không lấy được viên bi màu đỏ. Ở chỗ này các em để ý ha, không lấy được viên bi màu đỏ. Không lấy được viên bi màu đỏ tức là mình bỏ đi viên bi màu đỏ, thì còn lại đó là xanh và trắng, tức là 5 cộng 7 là 12 viên. Như vậy thì có 12 kết quả thuận lợi. Có 5 cộng cho 7 bằng 12 kết quả thuận lợi cho biến cố K. Vì thế PK bằng 12 kết quả thuận lợi trên cho 15 tổng số bi. Rút gọn thì ở đây ta chia cho 3 thì được 4/5. Rồi ok ha. Như vậy thì đầu tiên các em phải tìm được đó là tổng số viên bi trong một túi. Rồi chúng ta đi tính xác suất. Chúng ta tiếp tục đến với bài 824. Các em quan sát bài 824. Chọn ngẫu nhiên một số có hai chữ số. Tính xác suất của các biến cố sau. Số được chọn nhỏ hơn 20.
À, như vậy thì ở đây ta phải xem được đó là có bao nhiêu số, có hai chữ số. Như vậy thì chúng ta bắt đầu từ số 10 và đến số 99, đúng không nào? À, vậy thì trong này nó sẽ có bao nhiêu số thì chúng ta sẽ có được cái cách tính như sau, đó là cách tính số phần tử, ok. À, đó là chúng ta sẽ lấy đây, chúng ta tính này, ghi màu xanh ha. Chúng ta tính như sau, đó là các em sẽ lấy số sau là 99 trừ cho số đầu và sau đó các em cộng số 1. Như vậy thì ở đây ta sẽ có được đó là 89 này cộng 1 sẽ là 90. Như vậy thì có tổng 90 số. Có 90 số. Có hai chữ số. Ở chỗ này đúng ra đó là số tự nhiên ha, có hai chữ số thì nó rõ ràng hơn. Đấy. Rồi, câu A đó là gì? Số được chọn nhỏ hơn 20. À, nhỏ hơn 20 như vậy có nghĩa là bắt đầu từ 10 và kết thúc bằng 19. Đúng chưa? Biến cố A này. À, thầy xóa cái, thầy ghi cái cách tính này qua bên vở nháp này, bên nháp này đây. Là các em muốn để ý này, các em muốn tính biết vì sao mà nó ra được 90 á, thì chúng ta sẽ có 99 này trừ cho 10. Đấy, và cộng cho 1 là bằng 90 ha. Đấy, như vậy thì chúng ta có 90 số, có hai chữ số. Như vậy thì rõ ràng ta có 90 kết quả. Có 90 kết quả cho 90 kết quả có thể cho hành động này. Rồi, số được chọn nhỏ hơn 20. Nhỏ hơn 20 có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ 10 cho đến 19. Như vậy thì có bao nhiêu kết quả thuận lợi này? Có 10 kết quả thuận lợi. Cho biến cố A là 10 này, 11 này, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vì thế, xác suất tức là P của A bằng 10 kết quả thuận lợi trên cho 90 và kết quả sẽ là 1/9. Được không các em? À, câu B. Số được chọn là số chính phương. Thế thì số chính phương là thầy cũng đã hướng dẫn rồi. Và chỗ này thì là cái kết quả là kết quả bình phương của số tự nhiên. Kết quả bình phương của số tự nhiên. Rồi cái màu cam là thầy ví dụ cho các em nha, gọi là hướng dẫn giải. Đó, đầu tiên đó là gì? Ta có nè. Bây giờ mình bình phương ra là có hai chữ số là được. Một bình phương là ra một nè. À, đầu tiên là không trước đi ha. Không bình phương là bằng không. Một bình phương là bằng một. Hai bình phương là bằng bốn. Ba bình phương là bằng chín. 4 bình phương là bằng 16. Nên thầy bắt đầu lấy từ 4 bình phương nè. Rồi 5 bình phương là 25. 6 bình phương là 36. 7 bình phương là 49. Đúng chưa? Gì nữa? 8 bình phương là 64. 9 bình phương là 81. 10 bình phương là 100. Như vậy thì chúng ta không chọn được. Đấy, như vậy thì ta sẽ có được bao nhiêu số chính phương? 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy. Cụ thể là 16, 25, 36, 49, 64, 81. Ok ha. Rồi.
Đó là cái nội dung mà thầy hướng dẫn cho các em hiểu. Còn thầy giải thì thầy sẽ giải ở bên này, và phần giải của thầy là màu vàng nha. Giải. Như vậy thì có 6 kết quả thuận lợi. Cho biến cố B là 16, 25, 36, 49, 64 và 81. Vì thế P B là, tức là xác suất của biến cố B sẽ là 6 kết quả thuận lợi trên cho tổng là 90. Và chúng ta rút gọn về, đó là chia 6 thì bằng 1/15. Ok ha. Rồi, như vậy thì ta xong bài 824. Tiếp tục mình đến với bài 825. Các quan sát bài 825. Trong một phòng có 15 học sinh lớp 8A. Gồm 9 bạn nam, 6 bạn nữ và 15 học sinh lớp 8B gồm 12 bạn nam và 3 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong phòng. Tính xác suất của các biến cố sau. Câu A. Biến cố A đó là chọn được một học sinh nam. Rồi. Như vậy thì đầu tiên muốn tính được thì chúng ta phải xem thử có bao nhiêu kết quả thuận lợi đã. Đúng không nào? Như vậy thì phòng một phòng á, lớp 8A là có 15 học sinh, lớp 8B cũng có 15 học sinh. Chính vì vậy nên là gì? Đầu tiên đó là có tổng là 15 cộng cho 15 và bằng 30 học sinh. Như vậy thì có 30 kết quả có thể cho hành động này. Có 30 kết quả có thể cho hành động này. Hành động trên đi ha. Rồi, câu A. Chọn được một học sinh nam. Như vậy thì ở đây ta có 9 bạn nam này và có 12 bạn nam. Như vậy thì chúng ta cộng hai cái lớp này lại. Vậy thì 21 học sinh nam trên cho 30, đúng không? Có 9 học sinh nam ở bên lớp 8A này và 12 học sinh nam bên lớp 8B thì kết quả là 21 học sinh. Là đơn vị là học sinh. Như vậy thì có 21 kết quả thuận lợi. Cho biến cố A. Vì thế PE sẽ bằng 21/30. Rút gọn là còn được là gì? Chia cho 3 là 7/10. Câu B. Chọn được một học sinh nam của lớp 8B. Các em để ý nha, mình đọc lướt lướt và mình đọc không kỹ là sai liền đó. Chọn một học sinh nam của lớp 8B. Như vậy lớp 8B là có 12 học sinh thôi. Như vậy thì có 12 kết quả thuận lợi. Có 12 kết quả thuận lợi cho biến cố F. Vì thế PF bằng 12/30. Ở đây chúng ta chia cho 6, đúng không? Như vậy thì được 2/5. Rồi tiếp tục, chọn được một học sinh nữ của lớp 8A. Như vậy thì
học sinh nữ của lớp 8A là 6 bạn. Như vậy thì chỉ có gì? 6 kết quả thuận lợi. Câu C. Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố G. Vì thế xác suất của biến cố G, tức là PG, sẽ là 6/30 và rút gọn là 1/5. Ok ha. Như vậy thì chỗ này đơn giản các em, đó là đầu tiên là chúng ta có 30 học sinh trong tổng hai lớp. Và các em đọc cho kỹ yêu cầu đề bài, chọn một học sinh nam. Như vậy thì sẽ có là lớp 8A là 9 học sinh nam, lớp 8B là 12 học sinh nam, ta cộng lại với nhau. Ok ha. Rồi, chúng ta xong bài 825. Tiếp tục chúng ta đến với bài cuối cùng, bài 826. Các em quan sát bài 826. Bạn sau đây thống kê kết quả khảo sát số người thích một bộ phim mới tại 5 quận A, B, C, D, E của thành phố X. Rồi, ở bên này là quận này các em, đây là số người khảo sát, đây là số người thích bộ phim mới. Vậy thì ở đây sẽ là khảo sát nam, nữ và số người thích bộ phim tương ứng với nam và nữ. Rồi, câu A, chọn ngẫu nhiên một người ở quận C, ước lượng cái xác suất của biến cố người được chọn thích bộ phim đó. Ở đây chúng ta đi làm mà vừa làm thầy vừa hướng dẫn đi ha. Thế thì đầu tiên nó ở câu A, đó là chúng ta chọn người ở quận C. Như vậy thì mình phải xem thử là quận C của mình có bao nhiêu người. Đấy, quận C của mình thì sẽ có được, đây là cái hàng quận C này, thì ở đây chúng ta sẽ có được 52 nam và 49 nữ. Như vậy thì sẽ là có tổng là 101 người ở quận C. Câu A này, có chỗ này là 52 cộng cho 49 bằng 101 người ở quận C. Vậy thì gì? Có 101. Kết quả có thể cho hành động trên. Rồi, tiếp tục đó là gì? Chọn được người thích bộ phim đó. Như vậy thì ở đây ta có được gì? Thích bộ phim này, số người thích bộ phim. Như vậy đây là 13 cộng 13, như vậy sẽ là 26. Như vậy sẽ là có 13 cộng 13 là bằng 26. Kết quả thuận lợi cho biến cố A. Vì thế, xác suất của biến cố A. Ở chỗ này chúng ta đi tính PA. Vậy PA là xác suất của PA bằng 26 kết quả thuận lợi trên cho 100 lên 1. Phần 101 là 0,257 đúng không nào? Và chỗ này chúng ta người ta yêu cầu ước lượng thì chúng ta sẽ sắp xỉ 0,257. Tiếp tục chúng ta xong câu A. Câu B, chọn ngẫu nhiên một người ở quận A, ước lượng xác suất của biến cố người được chọn không thích bộ phim đó. Như vậy ở đây quận A là có được 40, khảo sát là 79 người đúng không nào? Quận A này các ta lấy 40 ta cộng 39 là 79 người, trong đó người thích bộ phim là 11 người. Như vậy thì chúng ta trừ ra thì sẽ có được số người gì?
không thích bộ phim. Các em lưu ý ha, người ta hỏi không thích bộ phim. Như vậy thì có 40 cộng cho 39 là bằng 79 người ở quận quận A. Như vậy nên là có 79 kết quả. Có thể cho hành động trên. Nào, tiếp tục, số người không thích phim đó là, chúng ta sẽ lấy 79 người, ta trừ cho số thân người thích đó là 7 nam này và số người thích đó là 4 nữ. Như vậy kết quả ở đây trừ cho 11 đúng không nào? Thì kết quả sẽ còn 68 người. Vậy thì gì? Có 68 kết quả thuận lợi. Cho biến cố B. Vậy VB 68 trên cho 79, 68 chia 79 0,86. Rồi, như vậy chúng ta xong câu B. Câu C, chọn ngẫu nhiên 600 người ở thành phố X, ước lượng trong đó có bao nhiêu người thích bộ phim đó. Như vậy thì ở đây người ta chọn ngẫu nhiên là chọn 600 người. À, câu C ha, chọn ngẫu nhiên 600 người ở thành phố X. Vậy thì chúng ta đi tính gì? Số người thích của bộ phim này, đúng không nào? Trong tổng số người tham gia. Đấy thì mình tính được xác suất thực nghiệm, sau đó mình chỉ cần nhân với lại 600 thì khi đó sẽ ra được cái số người thích bộ phim đó trong 600 người. Rồi, như vậy thì ở câu C này chúng ta đầu tiên là xem thử là tổng là có bao nhiêu người ở trong cái thành phố này thích bộ phim, đúng không nào? Rồi sau đó chúng ta tính cái xác suất để gì? À, số người thích bộ phim rồi ta nhân với lại 600 thì nó sẽ ra được cái ước lượng có bao nhiêu người thích bộ phim đó ở trong 600 người. Cái này giống như việc là chúng ta đi tính cái xác suất của cái năm quận này trước em. Đấy, rồi sau đó thì chúng ta mới lấy cái số người này chúng ta nhân vào. Em lưu ý ha. Rồi câu C thì ghi như này. Đó là đầu tiên, đó là chúng ta xem thử là thành phố X có bao nhiêu người tham gia. Đây. Tổng người tham gia khảo sát. Cái này thầy trình bày nó dài hơn tí xíu thì các em sẽ hiểu bài hơn. À, tổng người tham gia khảo sát của thành phố X là, đây là số người tham gia khảo sát này các em, thì chúng ta sẽ lấy nam là 201 cộng cho 214 thì kết quả sẽ bằng 2415 đơn vị là người. Rồi, tiếp tục chúng ta tính xem thử là có bao nhiêu người thích bộ phim mới. Như vậy thì đây chính là số người thích bộ phim mới cả nam và nữ, tổng số người thích bộ phim mới, tổng người thích bộ phim mới là,
chúng ta sẽ lấy 48 nam cộng cho 44 nữ thì kết quả sẽ bằng 92 người. Rồi, bây giờ chúng ta tính xác suất thực nghiệm của biến cố người được chọn thích bộ phim trong 415 người nha các em, chứ không phải là trong 600 nha. Các em lưu ý, ở đây chúng ta chưa tính gì trong 600 đâu. Chúng ta chỉ mới tính cái bảng thống kê này thôi. Mà bảng thống kê này thì nó sẽ có tổng đó là gì? 410, 15. Đấy. Rồi. Như vậy thì xác suất của biến cố, ta đặt tên cho biến cố này đó là người được chọn thích bộ phim trong 415 người là bao nhiêu các em? Chúng ta có 92 người thích bộ phim trên cho tổng số là 415. Nào, ta xem xác suất này bằng bao nhiêu. 92 phần 415 sẽ bằng chỗ này chắc là chúng ta sẽ để là 92 phần 415 luôn, ta không chuyển ra nữa, được không nào? Để lát ta tính ra số người cho nó cụ thể. Rồi, tiếp tục. Như vậy thì khi mà chúng ta có được cái xác suất của người được chọn thích bộ phim đó trong 415 người là 92 phần 415 thì ta lấy cái xác suất này ta nhân với lại 600 người. Đấy. Thì chúng ta sẽ có được số người thích bộ phim. Được không các lớp? Đó, ok. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có được đó là vậy. Trong 600 người thì có số người thích bộ phim là, đó là chúng ta lấy 92 phần 415 nhân cho 600 bằng. Rồi, lấy kết quả này nhân cho 600. Thì ở đây chúng ta làm tròn sẽ ra 133 người. Ok. Thì nói lại câu C tí xíu. Thế đầu tiên là chúng ta có bảng thống kê này, đó là cho khảo sát 415 người. Rồi chúng ta có được 92 người thích bộ phim. Thế thì mình lấy 92 trên cho 415. Như vậy thì ta sẽ lấy xác suất của những người thích bộ phim ở trong 415 người này. Chúng ta nhân cho 600 người. Tức là giả sử 600 người thì sẽ là có bao nhiêu người thích đấy các em. Ok ha. Ở câu D chúng ta làm tương tự. Nhưng mà câu D ở đây thì người ta nói là gì? Chọn ngẫu nhiên 500 người nữ. Là nữ nha. Ở thành phố X, ước lượng trong đó có bao nhiêu người thích bộ phim đó. Như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tính xác suất người được chọn là người nữ thích bộ phim trong 415 người. Đầu tiên đó là gì? Nữ của mình là 44 này các em, đúng không? Như vậy thì ở đây ta sẽ có được có 44. Kết quả thuận lợi cho biến cố người được chọn là nữ thích bộ phim mới, bộ phim đó.
trong bao nhiêu người nữ nè? Trong 214 người nữ nha, chứ không phải là tổng nha các em. Tại vì ở đây người ta nói là gì? 500 người nữ, nên là chúng ta chỉ tính xác suất ở cho 214 người nữ đã cho thôi. Ok ha, như vậy ta lấy 44 trên cho 214. Đấy, trong 214 người nữ. Vì thế xác suất của biến cố này là 44 phần 214. Rồi tiếp tục, chúng ta có được xác suất rồi, bây giờ chúng ta nhân cho 500 thì chúng ta sẽ có được số người nữ thích bộ phim đó. Vậy trong 500 người nữ có số người thích bộ phim đó là, chúng ta sẽ lấy xác suất đó là 44 phần 214 nhân cho 500. Bốn mươi bốn phần 214 nhân cho 500, chỗ này sẽ ra là 102,8. Như vậy thì ta sắp xỉ sẽ là 103 người. Đơn vị người. Rồi, ok ha. Như vậy thì chúng ta xong bài 8.26, cũng là bài cuối cùng. Thì trong video hôm sau, chúng ta tiếp tục đến với chương 9, tam giác đồng dạng, phần hình học phẳng, và đến với lý thuyết của bài 33, hai tam giác đồng dạng. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo động lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc em học tốt.